loại khóa đấy là những loại khóa dễ mở thôi, ai cũng mở được. Thì em chỉ là giả vờ làm để oai thôi, em câu view thôi. Rất là xin lỗi các bác. Thì ngày hôm nay em có đặt một cái đống khóa này. Khóa này là của nước ngoài. Đấy. Thì thật là khó mở. Đấy. Nghe mọi người là thách là cầm cái khóa này đi thì em cũng đã đặt về đây. Thì hôm nay em sẽ thử mở cái này cho các bác xem. Đấy. Đây, thật sự là khó mở luôn. Rất là dài luôn này. Thực ra thì mình cũng không muốn mở nó tại vì nó khó quá nên là mình cũng không muốn làm. Không thì anh em lại bảo là mình mở được ấy. Đấy, mình không mở được nhé. Đây, mình lại đóng nó lại này. Đây, mình thử lấy một con khác đi. Đây nhé. Mình nói thật là mình không thể mở được con khóa này nên là mong anh